Trong thời gian gần đây, thời tiết thay đổi bất thường khiến cho hàng chục hecta ngao nuôi đang vào kỳ thu hoạch của người dân ở huyện Lộc Hà, Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh đã bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi ngao. Đây là hình ảnh được ghi lại tại bãi nuôi ngao xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Ngao chết rải rác ở vùng nuôi. Xã Mai Phụ có 36 hộ nuôi ngao ở bãi chiều với tổng diện tích khoảng 80 hecta. Qua kiểm tra, số lượng ngao chết chiếm 15% đến 30%, có nơi đến 50%. Chúng ta cũng phải khẳng định rằng là đến tại thời điểm này thì cái lượng mật độ ngao chết nó không đáng kể nữa. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái phương án là chỉ đạo cho người dân là yên tâm tư tưởng sản xuất. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu ngao chết và kiểm tra môi trường nuôi để tìm nguyên nhân, đồng thời tuyên truyền để người dân không quá lo lắng, cần tiến hành thu hoạch để tiêu thụ, đồng thời thu gom số ngao chết đem xử lý tránh ô nhiễm môi trường nuôi. Theo những người có kinh nghiệm nuôi ngao ở địa phương, thì năm nay do có sương muối, độ mặn nước biển cao hơn, mật độ nuôi ngao quá cao dẫn đến môi trường nuôi không đảm bảo nên xảy ra hiện tượng ngao chết. Là do sương muối đó. Là bởi vì hắn là cái con biển thể nên là hắn không chịu được cái sương mù nè, cái khí độc trong đó thì chứ nhiều nè. Ngay sau khi có hiện tượng ngao chết, các hộ nuôi ngao tại huyện Lộc Hà đã vớt xác ngao chết để xử lý, đồng thời thu hoạch ngao để bán ra thị trường nhằm hạn chế thiệt hại trước mắt. Cũng trong ngày 24 tháng 2, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã xuống lấy mẫu nước và mẫu ngao để tìm nguyên nhân.